Hội nghệ nhân dân gian xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên được thành lập từ tháng 3 năm 2014. Đại hội 1 nhiệm kỳ 2014-2018 diễn ra trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Trung ương khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghệ nhân dân gian xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên có tổng số 28 hội viên, gồm 4 dân tộc khác nhau bao gồm Tày, Nùng, Dao, Kinh. Ở thì chúng tôi rất là vui. Vui là vui cái điệu cảnh là được tham gia, được làm văn nghệ này. Với lại thôn chúng tôi bây giờ là thay đổi rất là nhiều cái. Tôi mong muốn là cái đội văn nghệ của chúng tôi để chúng tôi tập, để chúng tôi còn được sáng tác được nhiều cái hơn. Nhìn chung, hoạt động của hội luôn được duy trì và phát huy tốt bản sắc văn hóa. Các hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, làm nền tảng quan trọng của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Trước khi mà hội nghệ nhân dân gian thành lập, thì những người yêu ca hát còn gìn giữ được những cái nét, cái làn điệu của ca hát dân tộc thì là cũng chỉ chủ yếu là hoạt động tự phát. Sau đó thì khi thành lập hội nghệ nhân dân gian xã thì cũng đưa vào hoạt động quy củ, cũng quy tụ các nghệ nhân dân gian vào hoạt động có tổ chức, và cũng từ đó thì sẽ nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hội nghệ nhân dân gian. Và bên cạnh đó thì cái việc thành lập hội nghệ nhân dân gian thì cũng góp phần là thứ nhất là lưu giữ được cái giữ gìn được cái bản chất bản sắc văn hóa dân tộc, mà thứ hai là có cái sự hoạt động quy củ để truyền dạy lại được cho các thế hệ sau, là nhằm là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8. Và trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng xác định là cũng sẽ tạo mọi điều kiện về vật chất, về tinh thần để cho tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghệ nhân dân gian hoạt động có hiệu quả. Trong chương trình Sắc màu văn hóa đầu xuân hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tiết mục văn nghệ của các hội viên hội nghệ nhân dân gian xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Son la
son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi mi le do le mi le le mi 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 son 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 do la son la son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi le do le mi 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 son son do la son la son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi le mi son son do la son la son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi le do le mi 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 son do la son la son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi le do le mi 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 son do la son la son mi la son la la son la do le mi son do le mi la do le la son mi mi son la la son la do le mi mi son la la son la do le mi mi le mi fa mi le do le mi mi son do la. Mi la mi re do re re do la do son mi son re mi son la la son mi re la do re mi la do re mi son la mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son 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 la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son 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 la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son
son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi mi re do la do re mi mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi la mi mi re re do la do re 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 do la do son 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 mi son re mi mi re do la do re mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son son la son son mi son son la son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son son la son son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son son la son son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son la son son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son mi son la do mi re do la do re mi re do la do son mi son mi son la do. Quý vị và các bạn thân mến, trong kho tàng nghệ thuật dân gian truyền thống của Việt Nam có một điệu hát vô cùng đặc sắc là nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, đó là làn điệu hát then. Then, theo tiếng của đồng bào dân tộc, là thiên, tức là trời. Vì thế, hiểu theo ngôn ngữ dân tộc thì điệu hát then được coi là điệu hát thần tiên, là một loại hình nghệ thuật mang màu sắc tín ngưỡng, thuật lại một cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin một điều gì đó. Hát then gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần và tâm linh của đồng bào dân tộc Tày, bởi nó xuất phát từ tín ngưỡng về một thế giới thần bí, nơi có những nhân vật và sức mạnh diệu kỳ. Cho đến hôm nay, hát then vẫn còn được lưu giữ và là một món ăn tinh thần không thể thiếu ở nhiều địa phương, nơi có đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Xuân chiên nhóm lùng thơ, chiên mà tặng kẻ ơn phẳng khua. Xuân chiên chú nà lây, nhìn trài cầu cân lượn an. Từng công cha nồng đâm lòng nà, bơ khiêu khiêu, khiêu ơn bầu chiên. Lòng mơ ước mặn lăng, câu du là đỡ lúc mọi ti, hẳn là đỡ vần là câu tụng phăng khua. Từ khá khuấy thăng cụ đinh ra, thì lào áo ước thủ văn thân. Văn chiến nắng, chiêng mã đã
thiên mùa là lấy khiếu ơn bài đàng bài bạc hồ chứ mãi xuyên tri vân chiến ngắm lung thơ chiến mà tặng kế ơn thằng vua vân chiến chú là lấy nhìn trải bầu cân lớn hát tình cốc cho lòng đâm lòng mà bơ khiêu 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 ơn tàu chiến nào mơ ước văn lăng câu du là đỡ lúc mọi đi hẳn là đỡ văn là câu đúng răng khua từ ga khôi thăm phù đinh cha đi lao áo hương dù văn lăng văn chiến máu bên theo em du lây nà trên mà giá thì nồng ơi mùa tiên mùa là lây khiêu ơn bay đàng bay bạc hồ chứ mãi xên ti vô lần chiến mã bên theo em du lây là chiến mà giá thì nào ơi mùa tiêm mùa hà lây thiếu ơn bay đàng bay bạc hồ chứ mãi chiến phi bay đàng bay bạc hồ chứ mãi chiến phi. Lập xuân mà nhìn anh quanh quý ơi đăng phù phong có mỹ đã ba ta chiêm tay thì hơi đồng quán giống mạnh trong dù là tang bình cao quanh quý lòng nồng tha hỡi chương trắng thay phương phân tông tông mà hứa nồng đời phân mà hưng vần nằm cuối đàng gieo cha đắm lòng là kêu kêu ơn ơi có trời hứa tông cho căn hấp nằm phai hư đuổi thân mùa tan đà nóng gói mà hưa mùa xuân mà này hoa phong an ơi la ngồi hắn cờ vắng đen lương lòng văn bơ cờ thưa quý vị, thưa các bạn, âm nhạc là yếu tố xuyên suốt cuộc múa hát của các dân tộc. Hát múa có rất nhiều bài bản, làn điệu khác nhau. Đến nay ngoài điệu hát then cổ còn có điệu múa thuông. Người Tày, bất kể tuổi tác, giới tính đều rất thích nghe.
Hát múa không chỉ là một làn điệu dân ca thông thường mà còn là một nghệ thuật tổng hợp, bởi người nghệ sĩ vừa phải biết hát, biết đệm đàn, lại phải biết múa. Thank you.
còn lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phiang hơ mặn tre lai rau khun hơ mặn tre nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bọn lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúc phiang hơ mặn tre lai rau khun hơ mặn tre nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già vì non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúc phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già vì non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúc phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúc phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúc phía cơ mặn thê lai sao khôn nợ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già cơ mặn thê lai sao khôn hơ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn hơ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn hơ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn hơ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già pi non bỏ lâu nhân dân na ốc lèn hứa căn tăng già chúng phía cơ mặn thê lai sao khôn hơ mặn thê nhiều chùa căn tươn ốc lèn hứa căn pi cắp non cùng căn tăng già. Thưa đồng bào, thưa quý vị và các bạn, đồng bào và quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình do các hội viên Hội Nghệ nhân dân gian xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên thể hiện, đã khép lại chương trình Sắc màu văn hóa ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.